Yo và xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Tinh Tang. Video ngày hôm nay thì mình sẽ review và unfit đôi Nike Air Max 1 collab với lại Pata với formal là Coral Fleece. Và đôi giày này đã được release vào ngày 13 tháng 9 năm 2024 với mức giá retail là $160. Và đây là phiên bản kỷ niệm 20 năm thành lập của Pata. Và dành cho bạn nào chưa biết đến Pata thì giống như là Supreme ở Mỹ và là Palace ở Anh, Pata là một brand đại diện cho giới trẻ ở Hà Lan và được thành lập vào năm 2004 với trụ sở chính ở Amsterdam. Ở đây mình có phiên bản Nike Air Max 1 kỷ niệm 20 năm thành lập của Pata cũng như là sự trở lại sau 15 năm của formal Coral Fleece. Và đầu tiên thì mình sẽ review về chiếc hộp của đôi giày này. Do đây là chiếc hộp của một cái phiên bản kỷ niệm 20 năm thành lập cho nên là nó có rất là nhiều những cái chi tiết thú vị. Tuy nhiên là cái hộp này nó cũng khá là đơn giản khi mà nó có một cái phối màu nâu, một cái phối màu cạc tông khá là bình thường. Thì như các bạn thấy nè, chúng ta có logo Pata nè, Amex nè, dấu Swoot nè, 2004 cho tới năm 2024 nè, rồi kỷ niệm 20 năm, logo Nike là dấu Swoot ở đây và những cái ngôi sao màu xanh lục ở đây. Và ngoài ra nếu mà các bạn nhìn kỹ hơn á, chúng ta sẽ thấy những cái chi tiết hologram được in trên cái chiếc hộp của cái đôi giày này. Và cái và những cái chi tiết hologram này nó là những cái silhouette của Nike. Và đây là size 6.5, size personal của mình. Và mã sản phẩm của nó là HF1012300. Và đôi giày này được made in China. Nếu mà không có những cái chi tiết hologram này thì cái đôi giày này nó làm mình gợi nhớ đến những cái đôi giày ngày xưa. Và nó là một cái cảm giác rất là hoài niệm. Và bây giờ thì mình sẽ unbox chiếc hộp của đôi giày này. Sau khi mà mở chiếc hộp này ra thì chúng ta sẽ đến với một cái phần giấy gói. Và cái phần giấy gói này cũng khá là bình thường, không có gì quá là đặc biệt. Alright, và đến với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Đôi Nike Air Max 1 collab với lại Pata với formal là Coral Fleece. Wow, ok, bản thân mình thấy thì mùi keo của đôi giày này nó không quá nặng ha. Và ấn tượng đầu tiên của mình đối với cái đôi giày này đó chính là cái phối màu. Đôi giày này nó sở hữu một cái color block rất là đơn giản, đó là phối màu trắng nè, phối màu xám và lại phối màu xanh lục. Và nói đây là một trong những cái phối màu rất là cơ bản của những đôi Nike Air Max 1. Với cái phần midsole màu trắng cực kỳ clean như thế này thì phải nói mình rất là thích cái chi tiết này. Và phần outsole thì chúng ta sẽ có màu trắng, màu đen với lại màu xanh lục. Phối màu đơn giản và cực kỳ clean. Nếu đây không phải là một cái phiên bản collab thì mình vẫn sẽ khớp cái đôi giày này bởi vì cái phối màu. Và thêm một điểm nữa mình thích ở cái đôi giày này đó là đôi giày này nó được thiết kế với một cái phối màu rất là gần đối với cái đôi được release OG vào năm 2009 và nó không hề tỏ ra vintage. Về chất liệu thì chúng ta có combo mesh suede với lại denim. Những cái chất liệu mesh á, nó được bọc ở cái phần ở toe box với lại collar. Nó tạo ra một cái cảm giác phải nói là thoải mái với lại thoáng mát khi mà các bạn đi cái đôi giày này. Cái phần suede á, thì chúng ta sẽ có ở ngay cái phần quarter như thế này. Mình nghĩ là cái phần quarter với cái chất liệu suede này thì nó sẽ cứng cáp với lại bền bỉ hơn. Và cái chất liệu mà mình thích nhất trên cái đôi giày này đó chính là denim. Nó xuất hiện ở cái phần mudguard với lại heel. Thì mình nghĩ đây là cái phần giúp cái đôi giày này trở nên bền bỉ hơn rất là nhiều. Và combo mesh suede với lại denim nó không quá hiếm trên những đôi Nike Air Max 1. Tuy nhiên là sự phân bố với lại công năng của nó vẫn vô cùng hợp lý. Và một số những cái chi tiết trên cái đôi giày này thì đôi giày này được kèm theo một cái cặp dây màu xanh lục như thế này. Phần sock liner nó không còn là một cái chất liệu bông mềm mại êm ái nữa và nó có phần cứng hơn. Mình nghĩ đây là cái chi tiết mà cái đôi giày OG nó sở hữu cho nên là đôi giày năm 2024 này nó cũng sẽ được làm giống với lại cái đôi OG. Ngoài ra thì chúng ta có một cái tag Pata ở trên cái phần thân như thế này. Sờ khá là thích ha. Mình vừa mới phát hiện thêm một cái chi tiết rất là thú vị nữa, đó là cái phần insole của cái đôi giày này được lấy chi tiết từ những cái tờ 20 euro và tương đương với lại kỷ niệm 20 năm. Còn cái đôi mà release OG năm 2009 á thì được sử dụng chi tiết của cái tờ 5 guilder, một cái tờ tiền của Hà Lan ở thời điểm đó khi mà Hà Lan chưa sử dụng euro. Và ở phía dưới thì chúng ta vẫn sẽ có chi tiết outsole của những đôi Nike Air Max 1. Ok, và bây giờ thì mình sẽ thử unfit cái đôi giày này, coi coi là cái cảm giác nó sẽ như thế nào ha.
Sau khi mà unfit cái đôi giày này thì cảm giác của mình cảm thấy khá ổn. Phần sock liner nó không quá ảnh hưởng đến cái cảm giác đi của mình, vẫn rất là thoải mái, rất là êm ái. Về sizing thì mình nghĩ các bạn nên đi true to size đối với cái đôi giày này và những đôi Nike Air Max 1 nói chung. Về resale thì mức giá resale của đôi giày này ở thời điểm hiện tại vẫn chưa được release ở trên Stitcher app, và mức giá resale của nó dao động tầm cỡ 250 cho tới 320 đô la Mỹ. Và mình nghĩ là ở thời điểm mình quay cái video này thì những cái đôi trên Stitcher app vẫn chưa được release và cái mức giá resale của nó vẫn sẽ còn dao động nữa. Và mình nghĩ là những cái đôi giày này nó sẽ được release ở trên Stitcher app Mỹ vào ngày tầm cỡ 27 tháng 9 năm 2024. Ok, và các bạn nghĩ như thế nào về cả đôi giày này? Các bạn có muốn cóp đôi giày này hay không? Nhớ comment phía bên dưới cho mình biết nha. Và nếu mà các bạn thích cái video này thì đừng quên để lại cho mình một like, một share, một subscribe. Và nhớ là comment những cái ý kiến ở phía bên dưới để mình cải thiện những cái video của mình nhiều hơn. Và xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Peace out.